Đây xin chào anh em ha. Đây những cây đại lộc đây. Đại lộc thì sao là khoảng là 5 ngày đã, 5 ngày đặt lá. 5 ngày là 42, 6 ngày đặt lá gần như là tuần lễ rồi đó. Đây là gốc hình nhìn hình cái bàn tay nè ha. Đây. Hình cái bàn tay nè, rễ cuộn cuộn luôn nè. Đây là đại lộc ha. Cái này là ghép ở đây là ghép là khoảng là hơn 3 năm rồi. Cái phần vết cắt à, là gì đó muốn liền cốt luôn à, đây, muốn liền cốt luôn nè, đây, rễ nè, gốc này thì nhỏ, ở trên này thì đo cho khoảng mười mấy à, 15, 16, ở dưới này thì hơi to, trên này thì nhỏ, à, hành nè. Đại lộc. Cái này thì nụ nó còn nhỏ thì chúng ta phơi nắng á, phơi nắng để ngoài nắng. Thì quay một số cây gốc gốc làm kỷ niệm cho anh em á. Cái đại lộc ha, cũng là bên đó đã bung rồi nè. Bung vỏ lụa ra ha. Đây, hôm nay là ngày 18 âm lịch, bung vỏ lụa ra rồi. Đấy, những cái đại lộc, những cái này thì mình bán giá tầm á ha, cái nó là cái tầm khoảng là 1 triệu 7 đến là 2 triệu rưỡi. Phải là những cái cây này thì nó không được đẹp lắm nè, không được đẹp lắm, nó suông suông thế này, nhưng mà được cái là nó là giống đại lộc ha, ghép là khoảng 3 năm rồi, 3 năm hơn rồi, gốc này hoành cũng khoảng 20, 20 hơn chút ha, lại 20 hơn, nó cũng có dáng nghiêng nghiêng nè, chứ không phải nó xấu lắm. À, như vậy là chúng ta mua về chúng ta chơi, chơi hoa và lấy giống ha, à, lấy giống. À, những cái năm trước á, những cái năm trước, mới 2 năm rồi thôi, cái cây đại lộc nhỏ xíu xíu cỡ trên đây nè, cái gốc cỡ này, to hơn này tí xíu đấy, thì những cái người mà đi bán ở thành phố á, người ta đi mua lại á, ha, thì bán giá tầm cả triệu triệu ngoài không á. Đấy thì năm nay thì giống này cũng phổ biến rồi, nó cũng rẻ, nhưng mà cũng một số anh em á, cũng sưu tầm giống á. Đây, sưu tầm giống thì khi mà người ta mua, một số anh em thì mua khi mà mua vào cái lúc mà nó chưa có hoa đó thì không biết nó hoa như thế nào, thì đại lộc thì nó có dạng là 5 cánh, 12 cánh và 36 cánh nè. Đấy thì chúng ta mua lúc mà người ta chơi chúng ta để ý nha. Thì trên một cái nhánh ghép này luôn thì nó có nhiều loại hoa ha. Đây thì cái giống này như là nó cũng không có thuần lắm. Chúng ta sẽ để ý coi cái phần nhánh nào á nó có hoa 5 cánh thì chúng ta cắt bỏ, loại bỏ cái phần nhánh đó ha. Đây, mặc dù cái đợt sau thì nó vẫn trở lại, nhưng mà như là phần đó năm ta nó có một cái gen á, cái gen đó là nó có 5 cánh 12 cánh, bông nó không có to đấy, chúng ta sẽ mua những cái cây mà nó đang cho hoa đó, chúng ta sẽ biết chất lượng hoa nó như thế nào á. Này cái lượng hoa nó to, nó nhiều cánh. Này những cây này giá mình bán là tầm 1 triệu 7 á, 1 triệu 700 ngàn như cây này này, 1 triệu 700 ngàn. Những cây gốc đẹp hơn ha, giống như cây này, gốc này đi, gốc này giống như kiểu mai xù mai nu vậy nè, giống như kỳ lân vậy nè, thì giá cao hơn tí là khoảng 2 triệu á. Đấy còn ví dụ như anh em nào mua đi bán lại á ha, thì mình để giá là ở đây mình còn khoảng 10 cây ha, thì mình bán với cái giá là thấp nhất á, là 1 triệu 7 á, 10 cây anh em mua đi bán lại, hoặc anh em những vừa kiển á, những vừa kiển mua này về làm giống hoặc là cho thuê rồi đó ha. Đây thì mình để giá cho anh em còn mua đi bán lại nữa. Còn khi mà chúng ta ra chợ chúng ta có mua được những cái cây này á, thì nói chung là tại vì người ta cũng đã bỏ ra số tiền rất là nhiều rồi ha, để người ta sở hữu những cây này, người ta đem ra, người ta đem ra chợ bán thì cũng phải cho người ta có một ít đồng đồng lời ha, cái đồng lời để mà người ta duy trì cái niềm đam mê và duy trì và phục vụ cho người, cho những cái người mà chơi cây cảnh tốt hơn. Cái đồng lời đó cũng không có bao nhiêu đâu ha. Ví dụ như có một anh đó, như như có anh em nào mua cây này của mình nè, mua 10 cây thì giá là 17 triệu rồi ha, 17 triệu rồi, thì người ta bán ra một cây ra người ta lời khoảng 300 ngàn, 500 ngàn đó đó, thì nó cũng hợp lý thôi ha. Tại vì phải bỏ ra một số tiền nhiều lắm, nhiều để mà sở hữu những cây này. Đây thì chúng ta chơi thì lấy cũng 200-300 ngàn cũng không tới đâu á. Ngày không thấm tới đâu, chúng ta vừa ý chúng ta vui là được rồi. Những kiểu cây này đây, đây còn những cây này thì nó không được đẹp thì giá mức giá đó ha. Đây. Đây, cây này thì nó giống cái hoành cũng khoảng 20 thôi, khoảng 20, ghép 3 năm rồi, giống đại lộc ha, nụ rồi.
nụ nụ nó nhỏ nhỏ là bông nó to. Tầm này ghép 3 năm á, 3 năm nói chung cái hàng này nó hiếm thì không hiếm nhưng mà nó cũng khó khó tìm á, khó tìm những cái cây mà ghép lâu năm thế này. Nó già, cái từ ghép nó già rồi. Ở đây thì mình còn khoảng là 10 cây, 10 cây, 10 cây tầm giá 1 triệu 7, 1 triệu 7 đến 2 triệu rưỡi. Đây thì mình nói chung là cái dạng báo giá chính xác từng cây như thế nào á thì mình nó là cái tầm giá đó thôi. Đấy thì mình nó lệch 100.000 thôi chứ mà nói từng cây thì khi mình nói mình cũng chả có nhớ được. Đấy thì nó nhiều quá đi. Một hai cây thì mình còn nhớ được chứ cái này mình đang có khoảng 100 cây đại lộc như thế này nha. 100 cây đại lộc như thế này. À, 100 cây. Đây là cái lô này là lần trước là nó có 18 cây. À, lần trước là chính xác là nó có 23 cây, 23 cây nha. 23 cây, 23 cây mà mình bán chỉ còn có 10 cây thôi. Nhưng cái này giống như kỳ lân nè ha. Giống như kỳ lân nè. À, bên đây nó cũng có hình dạng nha. Những cái này phơm nó cao khoảng từ tính luôn chậu thì nó khoảng là 1 m, 1 m 2 nha. 1 m tới 1 m 2. Đây, hình dạng này cái hoành đây cũng nhỏ khoảng mười mấy 20 thôi. Rồi những vết ghé cắt này là nó đã liền luôn à. À, liền cốt luôn nè, cốt kéo dao liền cốt luôn rồi. Đây, đây là cái cây mà dáng nha, cũng to nè, hoành cũng 20 nè ha. Đây, vừa chơi vừa ở đây là làm giống luôn ha. Đây thì mình bán những cái này cho những anh em vừa kiển á, chủ vừa kiển á, vừa mua cái này về chơi mà vừa làm giống luôn. Nhiều khi em mà người ta nghĩ là mấy bữa kiểm cây thiếu cha gì nhưng mà người ta cũng vẫn sưu tầm mà vẫn phải sưu tầm những cái những giống mới đâu. Đa phần mình bán cho cái này là bán cho những anh em vừa kiển á, vừa kiển thì có 1 2 cây về đó, 2 cây về vừa chơi vừa làm giống luôn, ví dụ được giá thì người ta cũng bán lại được. Được giá thì người ta cũng bán lại được ha. Này khoành khoảng mười mấy 20 à ha. Có cây 20, có hơn 20, có cây ít hơn 20 nha. Này dáng nghiêng nghiêng nè, này lặt lá nó bắt đầu đơm hết trơn ha, bung bỏ trấu rồi. Cái nào bung nhiều quá thì ta đem vô mát thôi. Như cái này suông đột nè, đây thời gian thì cái giá này chúng ta mua cây làm giống mình đã nói rồi đó, hồi như Tết hồi năm rồi mua cây nhỏ xíu xíu có tay cái vậy nè. Đấy, người ta có thể bán là tiền có thể là gần như 1 triệu một cây đó. Những cây này thì rất là to rồi, to khỏe à, thì mức giá thì nó cũng hợp lý để chúng ta chơi nha. Như kiểu mà mình có cây mai sắn á, mai sắn nhỏ xíu xíu bán 4 triệu á, kỳ cây mai sắn mình quay nhỏ xíu xíu đang có hoa đó. Cây đó thì mình mua vào giá là gần như là 2 triệu á, 2 triệu á, mình bán cho một anh ở ở Châu Đốc thì bán cho ảnh là giá 2 triệu. Đây có chút xíu à, giống như con kỳ lân vậy ha. Đây, tay có chân này, kiểu này nhìn cái bàn tay nè ha, như cái bàn tay nè rất là to ha. Ở dưới đây mới đo nguyên cái rễ này cũng to lắm á. Đây, Tết mình bán ở đường Lê Thị Riêng quận 12 á. Đây lô 209 á, 209 quận 12. Cây này thì cũng có dáng nghiêng nghiêng thôi. À, còn cây này dáng cổ thụ á thì mình bán cho một anh ở thành phố rồi ha. Thì anh hẹn mình lên trển giao chở cây trên đó đó ha, là anh lấy luôn. Đây, cái này giống như cây đa vậy ha. Cây đa rễ cuộn cuộn ha, kiểu chân dài nè. Cây chơi cây cảnh này thì nó cũng vô thường lắm á. Đây à, cây này người ta thích đó thì tiền nào người ta cũng mua á. Ví dụ như có những người người ta sẵn sàng bỏ ra 100-200 triệu, ta thậm chí tới vài tỷ á, người ta mua một cái cây đây. Còn người ta không thích thì cho cũng không thèm nữa, nó cũng vô thường lắm. Nó cũng vô thường lắm á. Nhưng mà người ta sẵn sàng ta bỏ ra 100-200 triệu để vui thôi, chủ yếu là người ta để tạo cái niềm vui thôi ha. Đây còn khi mà không thích thì cho cũng không thèm nữa. Nhiều khi bỏ ra 1-2 triệu, 3-4 triệu mua một cái bông hoa thôi, một cái bông hoa hồng ngoại thôi, vì để ngắm thôi chứ.
cũng tạo ra cái niềm vui á. Cũng vô thường ha, đây vô thường đấy, người ta bỏ đồng tiền để tạo cái niềm vui thế ha. Niềm vui đẹp xấu gì không chúng ta cũng không cần biết á, điểm lại miễn chúng ta thấy vừa mắt là được rồi ha. Đại lộc ha, đây đây còn lại là khoảng mười mấy cây á, mà cây này mình bán cho anh ở Sài Gòn rồi. 2, 4, 6, 8, 10, 11 cây á, còn lại là 11 cây. Đây, còn 11 cây á, 11 cây. Để anh em xem, đây là cây số 1 đi, bàn tay nè. Đây, bàn tay này nếu mà có giá là khoảng 2 triệu 2 á. Khoảng 2, bàn tay này giá là 2 triệu rưỡi á. 2 triệu rưỡi thì gốc này nó cũng ngộ nghỉnh lắm. 2 triệu rưỡi đây. Cái này thì là lấy giá 1 triệu 7 á. Này giá tại vườn á, khi mà đem lên chợ thì nói chung phải cộng thêm chi phí xăng xe đâu, bến bãi đâu nữa. Đây. Con này giống như kỳ lân đây. Kỳ lân này có giá là 2 triệu á. Đây. Ở này thì nó cũng nhỉnh hơn. Thôi cho 1 triệu 7 nếu mà anh em ở vườn á, 1 triệu 7 luôn. À, con này thì có cái cục hơi đẹp đẹp nè. Thì tầm giá cũng khoảng à, cho 1 triệu 7 luôn á, nếu ở vườn á, ở vườn 1 triệu 7 luôn ha. À, 1 triệu 7 hết đi, nếu ở vườn á, còn khi mà lên thành phố thì phải cộng chi phí xăng xe ha. Đây, 1 triệu 7 luôn, 1 triệu 7 luôn, 1 triệu 7 luôn. Cái này thì đẹp hơn tí, này có giá 2 triệu nha. Đây, màu này đẹp hơn 2 triệu. Cái này cho giá 1 triệu 7 luôn. Đây. Thì tổng đây chỉ có 2 cây đồ rễ, nhưng bàn tay bên đây đẹp hơn thì giá cao hơn tí. Bàn tay bên đây thì nó không có, mà nó kiểu như hình thú á, con này như hình thú nè thì giá nó đắt hơn. Rồi xin chào anh em á, vườn mình ở Chợ Lách Bến Tre, ngày 23 Tết là mình đã đi Sài Gòn rồi ha, em tới đi Sài Gòn rồi, mình không còn ở vườn nữa. Những cây này thì nói chung là khi nếu mà bán được á, thì mình bán, còn nếu bán không được thì mình đem về năm sau mình dưỡng tiếp á. Những đại lộc là ghép hàng lâu năm rồi, cũng khó mà tìm đem về làm giống cũng được. Rồi xin chào anh em, cảm ơn đã quan tâm và theo dõi nha. Rồi xin chào, chúc mọi người thật nhiều niềm vui nha.